chào các bạn. Hôm nay mình đi du lịch nhà cổ Huỳnh Thị Lê cùng bạn Thảo Lưu nha. Đây là cổng đi vào. Thì đây là có mấy vị khách người nước ngoài vừa vào tham quan và người ta đã ra và đi về. Đây là biểu tượng bé sen của Đồng Tháp. Welcome to Sa Đéc. Thì cái nhà cổ Huỳnh Thị Lê này là ở địa chỉ là số 255A, Nguyễn Huệ, khóm 1, phường 2, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp. Rồi mình cùng đi vô nha các bạn. Thảo cũng quay cả phía bên ngoài. Bảng xếp hạng di tích quốc gia nhà ông Huỳnh Cẩm Thuận, phường 2, thị xã Sa Đéc. Đây là quang cảnh phía bên ngoài của nhà cổ. Sân được bố trí trang trí cây cảnh hết. Nó cho nghỉ, nó cho thuê ngủ một đêm là mấy trăm, như là trải nghiệm. Nó cho thiệp đẹp ghê. Hết rồi đó, qua đó là qua nhà người ta. Nhà cổ. Sống ảo đi chứ, chụp hình.
Phía bên ngoài, đây là phía bên ngoài. Đây chuẩn bị có hai vị khách nước ngoài đang chuẩn bị vào. Đây là phía bên ngoài, đây là quầy bán vé. Phía bên ngoài của sân để mấy cái bông trang màu vàng.